Hôm nay mình sẽ tưới cái quay cho cô chú và anh chị quan tâm cái dàn mà tưới chấm phân tự động á. Cái này nó mọc cỏ quá rồi. Mình sẽ tưới thành ngàn phân nước qua cái hệ thống chấm phân tự động này nha. Để cho anh chị cô chú hình dung. Cổ quá. Hình dung là cái có thể cái vườn của mình mà nó bằng bình á, hay là tưới hồ nổi á, thì nó tương đối phù hợp và nó nhẹ công cán cho mình nha. Mấy vị trí nào cao quá thì mình sẽ tưới giấy bồi thêm cho nó. Đây. Quấy hùng mít. Mấy gói à? Hai gói. Hả? Hai gói. Này là mưa được mấy đợt rồi nên chắc mưa được cỡ hai gần tuần rồi đó. Cái nhóm đợt vô phân nha nó. Để lại thêm tiếp nữa rồi mình. Đó, mình sẽ tưới vô hệ thống cho nó ra cây ngoài kia, đỡ phải đi kéo dí ra. Thì một bồn này mình qua hệ thống thì nó sẽ mình pha đậm một chút. Dụng bồn này mình có thể mình pha cho khoảng tầm 3 đến 4 kg humic. Còn cá thì mình đổ khoảng 3 can. Còn đậu nành thì mình tưới cho nó khoảng tầm 1 can thôi. Bởi vì mình mới bỏ một mớ phân dê với lại trấu rồi đó, tưới đậu nành vô để nó dẫn dụ mấy cái chân đất rồi về nó xử lý bớt. Cái này cái bộ mà mình quay cho mọi người cùng xem là cái chăm hút phân tự động này, có nhiều anh bảo không ăn thua nó có nhiều lý do lắm. Ví dụ cái bếp của mình mà nó nhỏ quá đó, anh chị lắp cái bếp ra tưới nước tại vị trí gốc cây mà nó nhỏ là đưa vào là nó kẹt nha. Mà bếp bình thường thì ok, bếp tương đối thôi, lưu lượng khoảng 120 lít mà không phải bù áp nha, ta mình có thể tưới được rồi á. Một người có thể thao tác được tưới được cho khoảng 1000 gốc đó, không phải đùa đâu. Một ngày mình có thể mình xử lý được 1000 gốc. Cái humic thì nó khó tan hơn, nên mình vào cái bồn mình khuấy kỹ lên, khuấy càng nhiều càng tốt. Nó tan nhưng mà nó tan lâu. Đó, mấy cái vị trí kia là nó dính nhau mà nó chảy từ nó tan thẩm thấu, tan cực kỳ tinh. Nó tan kiểu như nó tan chậm mà tan hết nha, hoàn toàn đó. Nó tinh khiết này nó vậy. Hả? Ừ, bốn bịch đi. Mình để ba máy lên quay thí điểm cho mọi cho cô chú anh chị nào mà vườn mà hơi tương đối á. Không chỉ là cái bộ này nó cơ động nha, nó phù hợp với cái nhà vườn mà đất mà bằng bằng á, hoặc là đất đồi chút. Nhưng mà nước đi ngang qua là nó hút đi được hết à. Cái ống đó là ống hút phân và chăm nước vô luôn á. Mình chỉ cần nổ cái bơm ở dưới đây nè. Bơm dưới hồ này. Nó hút nước lên nè. Bơm này là bơm tẩm 5kg nha. Là bơm chìm á. Nó đi mạnh lắm. Bơm này thì nó dặn bơm lùa mà. Cái đồi thì nó ở trên cao. Mình làm cái hồ ở trên cao rồi. Cái bây giờ tưới đi ra sầu riêng. Là nó đỡ công, nhẹ công. Chứ còn mà sách đi tưới giấy mà làm nhiều mà đi tưới giấy là phê lắm. Anh không vậy cái phun mít cái kỹ nè. Ô anh quyết như chặn cái này lại thì nó sẽ mạnh hơn chứ. Để chặn bớt cái này lại đi cho nó ra nước cho mạnh. Đang lấy nước vô nè, ép nè. Để cái kia thằng mình hơi lâu rồi.
Nó thì đợt này chỉ cho nó thành đậu nành, cái cam này cho buồn thì cho nó cam thôi, cho nó chắc cành. Cá thì mình cho khoảng tầm 4 cam, 3 cam thôi. Tại nó qua cái hệ thống tưới này thì cái vừa nước vừa phân nó đi thì nó loãng ra. Khoảng 1.000 gốc thì cây mà cỡ 2 năm thì mình tưới khoảng tầm 8 cam là được. 8 cam 3 cá với 2 đậu nành. Với khoảng tầm mười mấy ký humic, 12 ký humic. Một lần là mình chơi làm cho nó tiện lắm. Đây, cái này thì mình thiết kế là hai cái đầu, hai cái bơm nha, hai cái bơm ở dưới hồ lên. Thì một cái là chạy bằng điện năng lượng, còn một cái thì chạy bằng điện nhà đó. Đó, cái dàn năng lượng mình nè. Đỡ lắm, nếu mà gắn dàn năng lượng là nó khỏe rất nhiều. Cái cảm giác nó tốn lúc đầu thôi, nhưng mà bữa nay cái giá của năng lượng nó cũng mềm rồi, không phải lúc thời điểm mình gắn nữa. Còn cái bộ này nó đơn giản lắm. Đó, cái ống này vừa hút phân này, ống này vừa hút phân, vừa bơm nước vô được, lấy nước vô được nè. Cái khóa này là cái khóa để quay chặn lại để cho nó hút lại á, mình muốn nó hút, mình dặn ngang phát là nó hút tí, mình thao tác cái khẩu hút này cho mọi người xem luôn. Cái đầu kia thì mình tháo nó ra để mình dây cái xe rồi, còn nó chảy qua cái đầu này. Mình đang ép lại một chút để cho nước này nó mạnh hơn. Đây, có cái ống ra này. Cái này là bữa trước là đọt được bí kíp ở dưới cây vườn của anh Thiết nè. Xong về mình bắt trước làm theo nè. Lấy nước nè. Đang bơm vô nó khá tiện nha. Chỉ cần mà bơm tưới phân nhà mà chỉ cần cái bơm máy nổ xài cũng được, không cần phải motor hay cái gì đâu, cứ gần nước qua là cái bộ này nó có thể nó hút được và nó châm mình lấy nước ra luôn cũng được nè. Nếu mà có vườn nào cô chú mà trang bị cái hồ nổi ở trên đó thì nó thuận tiện hơn nhiều lắm. Bơm nước đi thì nó được nhiều nước, chứ còn bơm dưới lên mà dùng bơm tẩm là nó ép. Lúc đó mình dùng hỏa tiễn thì may đâu nếu có điện nha. Còn không hỏa tiễn thì cái máy D á, máy nổ á. Này, cái hồ này mình thả cá này. Đó, nó đẻ ra nhiều lắm. Thì mình giờ ở đây mình dùng giếng khoan nha, nên mình thả lục bình vừa cho cá nó núp nắng, với lại vừa nó giải bớt ba cái kim loại nặng ở trong nước giếng khoan á. Còn cá mình thả thì cho nó kéo cái pH nước lên cao, đỡ dữ lắm nha. Riêng nước mà nuôi cá là pH rất cao nha. Ồ, anh đổ trico vô rồi hả? Trico thì đổ ra cái xô này nè. Xong mình quậy nó, mình lấy cái dịch trico thôi. Đầu mùa mưa thì mình tưới cho nó một đợt. Quậy này thì biết sao thấy nó. Quậy xong mà nó lắng cái cặn, để mình lấy cái dịch ở trên thôi, chứ mình không lấy cái cặn, lấy cái cặn nó hơi, nó có cái chất mang á, nó hơi cát gieo lai á. Cú mít thì phải quậy kỹ à. Nhiều anh chị đang mập mờ là thấy rồi, nhưng mà có anh bảo là tưới không ăn thua là chắc do cái bơm của anh nó yếu, hay là nó bị đồi, đất của anh nó đồi chút á, nó bị nghiêng nên anh đẩy ở dưới, đẩy lên là đẩy không nổi. Thứ hai là cái bét của anh là nó bị nhỏ nên cái đẩy ra là nó kẹt. Mình lắp cái bét này là không phải bét bù áp nha, bét bù áp thì phải qua cái bộ lọc kỹ lắm. Còn cái này đầu hút của mình là mình gắn cái đầu lọc lưới vô là được rồi. Em ru chạy được hết mà mình. Hôm giờ tưới vậy không à, chứ nếu mà làm nhiều mà tưới dí là tưới không lại.
cái trico này mình quậy trong cái xô, xong mình đổ nước vô nè, đổ cái dịch thôi, nó đổ trực tiếp vô thì nó lấn cái cặn ở dưới, lúc mình quậy cái nó hút đi theo cái hệ thống đó, nó bắt tiện. Hả, nó kia lấn hết không? Giờ là mình chăm ra bơm cái gì cho nó đầy bồn ngàn khối đây, chắc cỡ chắc mắc phải 15 phút, hơn 15 phút nó mới đầy được. Để cái ống này nó nhỏ quá, nó hút từ 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 đó. Mình chặn thêm phát nữa coi, sợ nó bứt này, ống nhựa nhỏ sợ nó đẩy cái bứt ống. Đó, cái đầu ra nè, này là mà hôm nay sẵn tiện mình tưới hun bít á, nên mình quay để cho anh chị xem thấy cái nước nó ra lúc cái ra phân á, mình dễ hình dung hơn. Nó hơi ngà ngà đen đen đỏ đỏ, còn lúc kia mình chỉ tưới thằng cá với thằng đậu thì nó không được đen, không khó thấy lắm đó. Nước đang lấy ra nè, nó có cái bộ khuấy nè, mình vừa lấy nước ra mà vừa nó đảo nè, nó xây đó. Tí mình chờ bơm đầy cái này lâu quá tí mình quay cập nhật cho mọi người cái cách mình vận hành của cái bộ này nha. Mình tắt ra, mình xử chút việc đó.